Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart ngày hôm nay. Nếu như bạn đang cảm thấy khó chịu vì không thể thưởng thức các chương trình giải trí ở các vị trí ngồi khác nhau trong ngôi nhà của mình, thì chắc chắn là QLED TV Samsung 4K 55 inch Q80R năm 2019 sẽ là giải pháp dành cho bạn. Bởi vì chiếc TV này không chỉ có độ phân giải sắc nét 4K mà nó còn được tích hợp những công nghệ hình ảnh và âm thanh tiên tiến nhất. Và ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Ngọc trải nghiệm kỹ hơn về sản phẩm này nhé. QLED TV Samsung 4K 55 inch 55Q80R 2019 có thiết kế tuyệt đẹp với khung viền mỏng. Màn hình thể hiện màu sắc rực rỡ từ mọi góc độ, dễ dàng giảm thiểu độ chói và tìm thấy các chi tiết ẩn trong màu đen và màu trắng rực rỡ với một loạt đèn nền LED tiên tiến. Với Direct Full Array 8X, đèn LED được điều khiển chính xác, điều chỉnh thông minh để mang lại màu đen phong phú và màu trắng sáng, sắc nét. Q80R tựa như một bức tranh được dán vào tường một cách hoàn hảo. Vì vậy mà dù bạn ngồi ở bất kỳ vị trí nào trong căn phòng của mình cũng có thể theo dõi một cách dễ dàng các nội dung đang được hiển thị trên màn hình với kích thước lớn là 55 inch. Mặt sau TV sạch sẽ và hầu như không có viền, giúp bạn tập trung vào mặt trước, chân đế vững chắc, cân đối cả trước và sau. TV có độ phân giải 4K UHD, sắc nét gấp 4 lần Full HD. Công nghệ chấm lượng tử Quantum Dot đảm bảo thực hiện 100% giải màu DCI, tối ưu độ tương phản và chi tiết trong mọi điều kiện sáng. Với HDR12X cung cấp cho chiếc TV màu sắc từ sáng nhất đến tối nhất theo từng cảnh cho hình ảnh chân thực tuyệt vời. Bộ xử lý lượng tử 4K cung cấp năng lượng thông minh ngay lập tức nâng cấp nội dung lên 4K cho chi tiết sắc nét và màu sắc tinh tế. Trí tuệ nhân tạo AI đã được tích hợp một cách tuyệt vời trong mọi khung hình để điều chỉnh độ sáng cũng như là âm thanh phù hợp với điều kiện căn phòng của bạn. Góc nhìn cực cao được thiết kế để giảm độ chói và tăng cường màu sắc, cung cấp một bức tranh sống động bất kể bạn ngồi ở đâu. TV sử dụng điều khiển One Remote có thiết kế đẹp mắt và nhỏ gọn, tự động phát hiện cũng như là kiểm soát tất cả các thiết bị và nội dung có kết nối tương thích. Ngoài ra, khi mà các bạn sử dụng TV với kích thước màn hình lớn lên tới 55 inch như thế này thì các bạn sẽ được hoàn toàn đắm chìm vào thế giới giải trí, nơi mà những bộ phim, những chương trình hay là thể thao hay là những trò chơi mà các bạn yêu thích sẽ được hiện lên một cách chân thực và sống động. Với Bixby, bạn có thể điều khiển TV của mình bằng giọng nói, đặt câu hỏi và khám phá những gì Bixby biết. Q80R có khả năng tương thích mở rộng, dễ dàng kết nối với các loại loa thông minh mà không cần thêm bất kỳ một kết nối bổ sung nào, giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên thuận tiện hơn. Dynamic Black Equalizer cung cấp cho bạn khả năng hiển thị tốt hơn trong bóng tối và sử dụng phân tích cảnh chi tiết để tối ưu hóa chất lượng hình ảnh. Nó thậm chí có thể tăng cường âm thanh, vì vậy bạn có thể đắm mình trong trò chơi. Ngoài những chức năng chính như là xem phim, nghe nhạc, chơi game hay là xem truyền hình thì Q80R còn giống như một bức tranh tuyệt mỹ được treo cho căn phòng của bạn, giúp cho căn phòng trở nên sang trọng và tinh tế hơn. Ambient Mode giúp QLED hòa quyện với trang trí nhà của bạn để có hiệu ứng hoàn toàn tự nhiên. Thay vì màn hình màu đen đơn giản, bạn sẽ thấy những hình ảnh có ý nghĩa phù hợp với lối sống của bạn với các cài đặt dễ dàng và nhiều lựa chọn. Với thiết kế đẹp mắt lại được tích hợp những công nghệ hình ảnh và âm thanh tiên tiến, chắc chắn là những ai sở hữu chiếc QLED TV Samsung 4K 55 inch 55Q80R sẽ vô cùng hài lòng. Và sản phẩm này đang được bày bán tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc với mức giá là 54.900.000 đồng. Một mức giá hơi cao một chút, nhưng bù lại thì các bạn sẽ được đắm mình trong không gian giải trí bất tận và vô cùng hấp dẫn. Và ngoài ra, sản phẩm này của chúng ta cũng sẽ được bảo hành lên tới 24 tháng và nhận về bộ quà tặng trị giá lên tới là 20 triệu đồng. Rất là hấp dẫn phải không nào? Thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như những chương trình khuyến mại khác, các bạn có thể truy cập vào đường link bên dưới. Hy vọng rằng những điều mà Hồng Ngọc vừa chia sẻ cũng đã giúp ích cho quý vị trong việc lựa chọn một chiếc TV cho căn phòng của mình. Và nếu như quý vị còn bất kỳ thắc mắc gì, có thể gọi cho chúng tôi thông qua số hotline 1900 6788. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng có thể truy cập vào website mediamart.vn hoặc thế giới điện máy.com. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.